Xin chào mọi người, hôm nay mình gấp thuyền giấy có mua nhé.
Chắc cây đớn nào nó bị gì á? À, nó dính dầu. Kiểu dầu đồ nó dính lên, nó bạc bám lên đấy.
lấy bột xạ chị đi bé. Ngủ hả? Ngủ dậy tắt điện. Thank you.